Dạ hướng này là hướng đi ra đường Lê Duẩn chị nhá, anh chị nhá. Ở đây ra đó đường Lê Duẩn đâu đó khoảng 50 mét ạ. Đó, đường Lê Duẩn 50 mét. Thẳng vào đây là nhà thờ anh chị. Đó, nhà thờ anh chị nhìn thấy đâu? Đấy, đường này là đường thẳng đi vào nhà thờ ạ. Đấy, đường vào nhà thờ đấy. Vị trí lô đất từ đây ha, từ cái cột mốc này sang đây là 9 mét anh chị. Đó, từ đây sang đây là 9 mét và sâu vào trong kia là 21 mét. Tổng diện tích lô đất này là 203 mét vuông. Có trên sẵn trên đất là có sẵn trên đất thổ cư rồi nha chị. Có sổ trên đất thổ cư là bao nhiêu rồi? À là 189 mét. 189 mét thổ cư rồi. Đó, ngay cổng trước của nhà thờ Long Thành này. Đấy, đi hướng này là hướng mình đi ra là đường Lê Duẩn anh chị. Ngoài này là đường Lê Duẩn ha. Vị trí lô đất đây ạ. Từ cái cột mốc này này, anh con tay em chỉ này, đi sang đây là 9 mét này. Đó, và sâu vào trong kia là 21 mét. Lô này thì chủ đang đòi là 11 tỷ anh chị. 11 tỷ mà còn thương lượng. Nếu như mà chắc cái 10 tỷ cũng vào việc được đấy chị ạ. Đây ạ. Ok anh chị nhé. 203 mét vuông có 189 mét thổ cư. Ngang 9 dài 21 ngay cổng chính đi vào nhà thờ Long Thành nhé chị.